trong niềm vui hân hoan chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng, ghi nhận một dấu mốc quan trọng của dự án đã nhập khẩu và vận chuyển thành công đoàn tàu đầu tiên trong tổng số 17 đoàn tàu được sản xuất cho tuyến Metro số 1 từ Nhật Bản về thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành vận hành thử nghiệm trong khu vực depot, thử nghiệm 11 hệ thống phục vụ công tác vận hành chạy tàu như hệ thống điện, hệ thống thông tin tín hiệu, hệ thống theo dõi điều khiển tàu.